Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 15 trên 25 nội dung trình Ủy ban nhân dân thành phố. Nội dung chương trình công tác của sở đạt gần 67% kế hoạch năm. Đây là thông tin nêu ra tại hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ sở mở rộng. Đến dự có đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện lĩnh vực lao động, người có công, công tác quản lý, chăm lo cho diện chính sách, trẻ em, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng cai nghiện ma túy được quan tâm kịp thời, đặc biệt các giải pháp chăm lo hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khả thi, hiệu quả công tác cải cách hành chính từng bước được nâng lên về thứ hạng và được đánh giá xếp loại xuất sắc. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2024, đơn vị cần tiếp tục ban giải pháp tổ chức thực hiện, kịp thời đeo bám kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết và định hướng cho hoạt động lãnh đạo chỉ đạo điều hành. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động hiện thực hóa nghị quyết 98 đối với các lĩnh vực mà sở đang phụ trách tham mưu, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân về tiến độ và hiệu quả tiếp tục hoàn thiện các nền tảng dùng chung và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến đi đôi với cải cách công vụ